Đến cuối năm 2022, mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc đã dài đến 42.000 km, trở thành mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới. Đáng chú ý, tất cả chỉ được xây dựng trong khoảng 15 năm. Mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc hiện vượt xa các nước trên thế giới mặc dù xuất phát sau. Đến năm 2021, quốc gia thứ hai về đường sắt cao tốc là Tây Ban Nha với tổng chiều dài là 3.661 km, trong khi nước này đã xây dựng mạng lưới từ năm 1992. Nhật Bản, quốc gia vận hành đường sắt cao tốc từ năm 1964, đứng thứ ba với 3.081, là một trong nước đầu tiên có tàu cao tốc, nhưng đến 2021, Mỹ chỉ vận hành vỏn vẹn 735 km đường sắt và đứng thứ 11 trên thế giới. Tại Mỹ, chuyến tàu nhanh nhất là Acela Express của công ty Amtrak chạy với tốc độ khoảng 240 km/h. Trung Quốc đang phát triển tàu siêu tốc có tốc độ lên đến 1.000 km/h. Kế hoạch này đã được